Chào các em. Buổi học ngày hôm nay thầy Ngọc Hải sẽ hệ thống cho các em phần kiến thức liên quan đến định luật Ôm cho đoạn mạch. Thế chúng ta hình dung như sau: đối với một đoạn mạch ý, thì nó có ba cái đại lượng liên quan. Một là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch. Hai là hiệu thế giữa hai đoạn mạch. Ba là điện trở. Thế thì mối quan hệ giữa ba cái đại lượng đấy thì là định luật Ôm kết luận là I bằng U trên R. Thì cái đấy là đơn giản rồi. Còn bây giờ xét một đoạn mạch mà nó gồm các điện trở mắc nối tiếp hoặc mắc song song thì mối quan hệ giữa các đại lượng là như thế nào? Thì bây giờ các em nhìn đến bảng để thầy mô tả cái đoạn mạch nối tiếp và song song như sau. Giả sử đây là một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm các điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp với nhau. À, với đoạn mạch tổng quát thì chúng ta cũng xử lý như thế. Tại ở đây thầy vẽ cho trường hợp có ba điện trở thôi. Nguồn điện thì chúng ta có hai cực, chúng ta vẽ ra một cái cực dài và một cái cực ngắn cực dài là cực dương còn cực ngắn là cực âm thì cực ngắn là nơi mà thừa các điện tích âm cực dài là nơi thiếu điện tích âm cụ thể ở đây thầy ví dụ một nguồn điện mà cực ngắn đây là thừa electron còn cực dài là thiếu electron ví dụ thế thế thì chuyện gì xảy ra ai electron nó sẽ chuyển động từ bên thừa sang bên thiếu và giả sử trong một giây số e chuyển động từ bên thừa từ cực âm này đi sang cực dương là 1.000 e trên dây thì 1.000 e này chạy trên mạch và 1.000 e này cũng chạy qua r1 cũng chạy qua r2 cũng chạy qua r3 điều đấy có nghĩa là gì số e đông chạy qua r1 bằng số e chạy qua r2 bằng số e chạy qua r3 và bằng số e chạy qua mạch thế thì chúng ta chú ý này cường độ dòng điện trong mạch thì tỷ lệ với số e từ điều đấy chúng ta kết luận được là Cường độ dòng điện trong mạch thì bằng i1 bằng i2 bằng i3. Vì số e chạy qua mạch bằng số E qua r1 qua r2 qua r3. Thế còn hiệu điện thế giữa hai đầu mạch này, hiệu thế giữa hai đầu mạch thì bằng u1, ur1 cộng ur2 cộng ur3. Tức là u giữa hai đầu r1 cộng u giữa hai đầu r2 cộng u giữa hai đầu r3. Thì ta có là u bằng u1 cộng u2 cộng u3. Một điều nữa là nếu như nếu như ba điện trở này mắc nối tiếp mà thay thành một điện trở mới mà kết quả là cường độ dòng điện nó giống như ban đầu thì người chứng minh được là R123 cái R đấy nó lại là ba cái điện trở mắc nối tiếp nhé mà thay ba điện trở thành một điện trở mới ký hiệu R123 mà kết quả cường độ dòng điện chạy trong mạch cũng giống như cũ thì cái R123 này gọi điện trở tương đương. Nói tóm lại là ta hiểu là ba điện trở mắc nối tiếp thì có một cái gọi điện trở tương đương. Thì R123 này bằng R1 cộng R2 cộng R3. Đấy là nội dung liên quan đến phần mà định luật ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp. Còn đối với phần đoạn mạch mắc song song thì ba điện trở R1, R2, R3 mắc song song như trên bảng này. Giả sử số electron chạy từ cực âm sang cực dương là 6.000 e trên dây. Giả sử đến đây, 6.000 e đến đây thì nó sẽ đi ba hướng. Một phần đi qua đây, một phần đi qua đây, một phần đi qua đây. Giả sử số e qua đây là 1.000, số e qua đây là 2.000, số e qua đây là 3.000. Thì ta có là số e qua đây cộng số e qua đây cộng số e qua đây bằng số e qua mạch. Thì từ đấy ta có là y mạch bằng y1 cộng y2 cộng y3. Đây là công thức thứ nhất hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn này thì bằng u hai đầu r1 cũng bằng u hai đầu r2 và cũng bằng u giữa hai đầu r3. Thì ta có được là u bằng u1 cộng bằng u2 bằng u3. Còn nếu như ba điện trở này thay bằng một điện trở mới tương đương gọi là r123 thì kết quả chứng minh được là 1 trên r123 bằng 1 trên r1 cộng 1 trên r2 cộng 1 trên r3. Nhưng mà chú ý ở đây để anh nhìn có cái nhìn đỡ bị nhầm lẫn và dễ hiểu Điện trở Thì là cái đại lượng đặc trưng cho độ cản trở của dòng điện Đối với dụng cụ này Khi mắc nối tiếp Thì Cái độ cản trở của nhóm này tăng lên Vì vậy điện trở của nó bằng tổng các điện trở Thì điện trở tương đương này sẽ lớn hơn từng thành phần một Còn khi mắc song song Thì càng thêm nhiều nhánh vào thì Chúng ta tưởng tượng như càng có nhiều đường đi Thì E đi qua cái mạch này nó dễ hơn Dẫn đến là điện trở tương đương của cả bộ này Nó sẽ giảm đi Giảm đi so với từng cái Vì vậy là 1 trên R123 Bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng 1 trên R3 Đấy là cái chúng ta chú ý thế Riêng đối với trường hợp mắc song song Thì các em chú ý là Nếu như hai điện trở mắc song song với nhau R1, R2 Thì kết quả 1 trên R12 Bằng 1 trên R1 Cộng 1 trên R2 Và từ đây chúng ta suy được là gì? Cái nhân lên là R2, cái nhân lên là R1 Như vậy thành là R2 cộng R1 chia R2 nhân R1 Thì R12 Bằng R1 nhân R2 Chia cho R1 cộng R2 Đấy. Đối với đoạn mạch gồm hai phần tử mắc song song thì R tương đương sẽ bằng tích chia tổng cho tổng. Đây là cái mà các em cần chú ý để làm trong quá trình làm bài. Và một điều chú ý quan trọng nữa là với một đoạn mạch nào đó thì chúng ta sẽ có công thức định luật ôm là y bằng u trên r. Đây là công thức quan trọng và từ công thức này ta hiểu như sau Nếu một đoạn mạch nào đó có hai hai trong ba giá trị I, U, R Thì sẽ tìm được các giá trị Tìm được các giá trị còn lại Ví dụ một đoạn mạch có U, có R Thì ta tìm được cường độ dòng điện chạy qua Hoặc là đoạn mạch nào đó mà có hiệu thế giữa hai đoạn mạch Có cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch Thì ta tìm được điện trở Đấy ý là như thế Nhưng nó tóm lại chúng ta nhớ là với đoạn mạch mắc nối tiếp song song thì có các công thức như thầy vừa giám tác và định luật định ôm cho đoạn mạch nói chung thì y bằng u trên r và chú ý hai điện trở mắc nối tiếp mắc không song, song thì điện trở tương đương bằng tích trên tổng đấy là phần lý thuyết cơ bản đầu tiên tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ví dụ để ứng dụng cái phần lý thuyết này vào trong quá trình làm ví dụ làm bài tập bây giờ chúng ta cùng làm ví dụ số 1 ví dụ một như sau một mạch điện gồm 3 điện trở mắc như hình vẽ. Đây là R3, đây là R1, một. đây là R2. R1 bằng 10 ôm R1 bằng 10 ôm Đối với một bài toán liên quan mạch điện Thì các em cứ vẽ mạch điện ra Vẽ cho to ra Sau điền tất cả các thông tin Mà để bài cho lên mạch điện R1 bằng 10 R2 bằng 6 R3 bằng 6,25 Hiệu thế giữa hai đầu mạch là 20V tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. Yêu cầu bài toán là tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. Bài toán này là bài toán xuôi, tức là đề bài cho tất cả các thông tin liên quan đến cấu tạo của mạch điện, liên quan hiệu thế giữa hai đầu mạch. Thế với bài toán xuôi như này thì chúng ta tính lần lượt thôi. Chúng ta tính, đầu tiên ở đây chúng ta tính R12, sau chúng ta tính R123. Sau có U hai đầu mạch, có R, có U giữa hai đầu mạch có điện trở ở cả mạch thì tìm cường độ dòng điện rất lần lượt thêm một tính thì ở đây ta có này. ta có là gì R1 song song với R2 thì suy R12 như phần chú ý thầy vừa viết bên kia hai thằng mắc song song với nhau thì R12 sẽ bằng tích trên tổng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2 bằng 10 nhân 16 chia cho 10 cộng 6. Kết quả là bằng 3,75. 3,75 ôm. Đây chúng ta có được cái R12. R12 đến đây cả cái nhóm này là R12. Nối tiếp với R3. Tiếp tục là R12. Nối tiếp với R3. Thì suy được là khi mắc nối tiếp ấy, thì điện trở bằng tổng thì ta có R123 bằng R12 cộng R3 bằng 3,75 cộng với 6,25 bằng 10 ohm. Như vậy là hiệu thế giữa hai đầu này là 20 V. Điện trở của đoạn mạch này là 10 ohm thì suy ra y. Y bằng U chia R123. U là 20 chia R123 là 10 bằng 2A. Khi tính được cường lượng dòng điện rồi thì chúng ta vẽ luôn vào mạch điện để nhìn cho nó rõ. Y này bằng 2 này. 2 A. Đây cũng là 2. Đấy. Thế chúng ta có là từ cái việc y mạch là 2 thì ta suy dựng I3 bằng I12 Suy ra I3 Bằng I12 Bằng I mạch R3 nối tiếp R12 Thì I3 bằng I12 bằng I mạch Bằng 2A 2 Như vậy ta giải quyết xong được cái I này rồi I3 là 2A rồi Tiếp theo ta cần tìm I1 là bao nhiêu i 2 là bao nhiêu thì lại xét đoạn này xét đoạn này ta có điện trở đoạn này R12 hiệu điện thế giữa cường độ dòng điện chạy qua đoạn này là 2A thì ta tìm được hiệu, hiệu thế giữa hai đầu này rất, rất đơn giản <laughs> ta có U12 Nhớ nhé là cái công thức này I bằng U trên R <laughs> Một đoạn mạch nào đó cứ có 2 trong 3 đại lượng Y, Y, U hoặc R thì sẽ tìm được đại lượng còn lại. Đoạn 1, 2 này có R1, 2 rồi, có Y1, 2 rồi thì tìm ngay được U1, 2. Bằng Y1, 2 nhân R1, 2 bằng 2 nhân với R1, 2 là 3,75. Thì bằng 7,5V. Đấy. Có được hiệu điện thế giữa hai đầu này rồi. r 1 song song với R2 thì U1 bằng U2. R1 song song với R2 thì suy ra U1 bằng U2 bằng U12 bằng 7,5 V. Thế xong rồi. Có được U giữa hai đầu này. U giữa hai đầu này là à uh, 7,5 V. Thì tính I1 bằng 7,5 chia 10. I2 thì bằng 7,5 chia 6. Cứ suy ra. I1 thì bằng 7,5 chia 10. I2 thì bằng 7,5 chia 6. Kết quả ở đây thầy tính được là I1 là 0,75. Y2 là 1,25 Đấy Thầy nhắc lại nhé Để chúng ta hình dung ra Cái cách mà chúng ta triển khai Một bài toán điện ấy, Là chúng ta vẽ toàn bộ mạch điện ra Vẽ xong rồi Thì tính toán những thứ liên quan Bài toán xuôi là bài toán cho hiệu thế giữa hai đầu mạch Cho cấu tạo của mạch điện Và toàn bộ cái điện trở lên liên quan à mạch điện Đấy bài toán xuôi thì chúng ta tính lần lượt điện trở của từng nhóm Rồi xuyên điện trở của toàn mạch Rồi xuyên cường độ dòng điện trong mạch Tính được cường độ dòng điện trong mạch Thì các em điền luôn thông tin lên mạch này Thì Y này bằng 2 Y này bằng 2, Y này cũng bằng 2 Vì R nhóm này có rồi Y có rồi Thì lấy Y nhân R nhóm này Thì ra U giữa hai đầu nhóm này Bằng 75V U giữa hai đầu nhóm này thì bằng U hai đầu R1 Cũng bằng U hai đầu R2 Thì tìm Y1, Y2 nhắc lại lại đối với làm đối với việc làm bài toán điện thì chúng ta vẽ tất cả những thứ liên quan để bài cho lên mạch điện rồi tính toán tính được cái gì tại điền lên mạch điện cái đó thì tự nhiên bài toán rất là dễ dàng và rõ hơn rất nhiều tiếp theo chúng ta sang bài ví dụ số 2 bây giờ chúng ta cùng sang bài ví dụ số 2 đề bài cho như sau cho ba điện trở R1, R2, R3 mắc như hình vẽ ví dụ 2 R3 đây R1 R2 Mạch điện này cũng giống như mạch điện của bài ví dụ 1 Nhưng đề bài cho hoàn toàn khác R1 là 10 10 ôm R2 bằng 6 ôm R3 Chưa biết Tức là mạch điện này là có cấu tạo mạch điện thôi Nhưng mà từng thành phần trong mạch điện này thì thì chưa có đầy đủ Tiếp tục này Cường độ dòng điện chạy qua R2 là 2A I2 này bằng 2 Hiểm thế giữa hai đầu đoạn mạch là 24V Hiệm thế giữa hai đầu đoạn mạch 24V Đấy U giữa hai đầu đoạn mạch là 24V Yêu cầu bài toán tính R3 Cái bài này ta tính R3 như thế nào yêu cầu tính này bằng bao nhiêu này để cho dễ nhìn, thầy gọi cái này là x đi, nhìn nó ẩn nó quen thuộc như trong phần toán ấy. Bây giờ chúng ta triển khai bài này như thế nào? Thầy nhắc lại là với một bài toán điện là các em điền mọi thông tin lên mạch điện, sau đó bắt đầu mới tính. Tính được cái gì rồi thì điền cái đó lên. Ví dụ ở đây chúng ta có này, đoạn mạch này có i có r thì ta tính ngay được u. Cụ thể U đây bằng bao nhiêu U bằng Y nhân R Như vậy U giữa hai đầu này Bằng I nhân R tới bằng 2 Nhân với 6 Bằng 12V Đấy Thì tìm U giữa hai đầu này Thầy đang nói cách làm nhé Lát nó ta trình bày sau U giữa hai đầu này là bằng I nhân R Thì đây chính là U2 Mà U2 này chính bằng U1 và chính bằng U12 và chính bằng U giữa hai điểm này bằng 12V. Nếu có U này 12V rồi, mà R này lại bằng 10 ôm thì tính ngay được cái Y này sẽ bằng 12 chia cho 10. Đó bằng 1,2A. Y này có, Y này có thì tìm được Y trên mạch này. Y này thì bằng Y này cộng Y này. Cái này 12 trên 10 thì đây là 1, cái này cộng cái này thì ra cái y này là bằng 3,2 a Có y này là 3,2 a Viết luôn nhé, tại viết đây lát chúng ta trình bày sau. Y này, này. bằng 1,2 cộng với 2 là bằng 3,2. Mà khác này chúng ta có hiệu thế giữa hai đầu mạch này là 24V. Hiệu thế đoạn này ta tính được là 12V. Thì ta tìm được hiệu thế giữa hai đầu này là 24 trừ đi 12 Hay nói khác là vì cái U này cộng U này thì bằng U hai đầu này Nên là U giữa hai đầu này sẽ bằng U hai đầu mạch Trừ U giữa hai đầu đoạn này Tức là 24 trừ 12 24 trừ 12 Đấy Như vậy chúng ta xét cái đoạn này này Cường độ dòng điện có rồi khi em có rồi thì tìm ngay được điện trở này. Việc làm toán như thế rất là đơn giản. Thì nhắc lại là chúng ta vẽ lên bảng, vẽ mạch điện to rõ ràng ra nháp. Sau đó điền mọi thông tin lên. Tính được cái gì, điền vào cái đó. để luôn vào mạch. Bây giờ chúng ta trình bày để chúng ta hình dung ra cách trình bày bài. Tuy nhiên sang năm khi các em thi đại học, ấy, tham gia kỳ thi quốc gia thì đấy là thi trắc nghiệm. Và chúng ta chỉ cần điền thông tin như thầy vừa điền xong là tính ra đáp số. Còn bây giờ chúng ta đang học ở quán nền tảng để hiểu được nội dung uh, bản chất các vấn đề thì chúng ta trình bày chi tiết ra. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có gì? Ta có I2 bằng 2, R2 bằng 2 thì suy ra U2. U2 bằng I2 nhân với R2 bằng 2 nhân 6 bằng 12V. Tiếp theo này U12 U giữa hai đầu 12 này bằng U1 và bằng U2 bằng 12V như vậy có được cái U này rồi từ đấy suy ra được là I1 thì bằng U1 chia ra R1 I1 thì bằng uh, U1 thì bằng 12 R1 bằng 10 thì chia ra được 1,2A được có được I này mà y 3 y y mạch này bằng y 3 bằng y 12 bằng 1,2 bằng y 1 cộng y 2 để nó lại nhé là y mạch này thì bằng y chạy qua 3 bằng chạy qua bằng y chạy qua 12 và bằng y 1 cộng y 2 và bằng y 1 là 1,2 cộng Y2 là 2 bằng 3,2 Ampere. Đấy. Tiếp theo là chúng ta suy gì? U3 cộng U12 thì bằng U mạch. Thế suy U3. U3 cộng U12 thì bằng U mạch. Thế suy U3 bằng U trừ đi U12 U thì bằng 24V U12 thì bằng 12V 24 trừ 12 bằng 12V Có I3 Có U3 Thì ta tìm được R3 Từ suy R3 Bằng U3 chia cho I3 U3 là bằng 12 chia cho i 3 là 3,2 thì tính toán ra được cường độ dòng điện cho mày thì kết quả là 12 chia 3,2 bằng 3,75 ôm đấy là đáp án của bài ví dụ số 2 thầy nhắc lại là nhắc lại cái điều quan trọng nên thầy nói đi nói lại nhiều lần là để làm bài toán điện các em vẽ mạch điện ra vẽ cho nó to ra điền các thông tin lên tính được cái gì thì điền vào mạch cái đó đặc biệt là Y và U điền ngay ra. Thì chúng ta làm rất là nhanh, ra ngay được kết quả. Tiếp theo chúng ta sang bài ví dụ số 2, bài ví dụ số 3. Bây giờ chúng ta cùng làm bài ví dụ số 3. Đề bài cho mạch điện gồm 4 điện trở. 4 điện trở mắc như sau. đây là R1, R2, R3, R4. Điện trở R1 bằng 5,25 ôm, bằng 5,25 ôm. Thầy không ghi đơn vị nhé. R2 bằng 6 ôm, R3 bằng 9 ôm. R4 chưa biết. Thầy gọi R4 là x đi. Cường độ dòng điện chạy qua R2 là 1 A. Cường độ dòng điện chạy qua R2 là 1 A. 1. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là 20 V. U hai đầu mạch này 20 V. Yêu cầu bài toán là tính cường độ dòng điện qua các điện trở còn lại tính cường độ dòng điện qua các điện trở còn lại thì tính như thế nào? Thì các em hình dung ra, bài toán này cũng là bài toán ngược. Chúng ta cho cấu tạo mạch điện nhưng thiếu một điện trở chưa biết. Bù lại cái giả thiết điện trở này chưa biết ấy, thì người ấy cho thêm điện trở, giá trị về cường độ dòng điện của một một đoạn. Thì chúng ta cứ tìm tìm một đoạn mạch có hai có ít nhất hai giả thiết là cường độ dòng điện hoặc hiệu điện thế hoặc u à, hoặc R có 2 trong 3 giả thiết này để tính cái, cái còn lại. Thì ta thấy này, đối với đoạn mạch chứa R2 có Y, có U thì ta tìm ngay được U giữa hai đầu này. Bằng Y nhân U 1 nhân với 6 bằng 6 V. Đấy, có ngay được hiệu thế giữa hai đầu, đây là điều quan trọng nhé. Có U giữa hai đầu này. U giữa hai đầu R2 cũng chính là U giữa hai đầu R3 cũng chính là U giữa hai đầu R4. Thì ta có ngay được cái điều sau. U này là 6 thì ta tìm ngay được y này. Là bằng U trên R bằng 6 trên 9. U này là 6 thì ta tìm được y này bằng 6 chia R này là x. Có ngay được mấy thông tin này. Y trên này có, y này có, y này có thì tìm được y này. Y này sẽ bằng gì? 1 cộng với 6 trên 9 cộng với 6 trên x. Đấy, thì tìm y mạch. Các thầy nhắc lại là chúng ta tính tất cả những thứ liên quan ra, tính được cái gì điền mạch cái đó. Ta coi như cái R4 này là x đã biết. Để, để tìm ra một mối quan hệ sẽ tìm ra x. Tiếp theo ta làm gì nữa? U hai đầu này là 6. U cả mạch này là 20. Thì ta tính được U giữa hai đầu này. U giữa hai đầu này là bao nhiêu? U này cộng U này thì bằng U này. Như vậy U này sẽ bằng là 20 6. Bằng 14 V. Ta có U này bằng 14 V. Điện trở này bằng 5,5. Y này bằng cái này. Thì ta suy ngay được một phương trình. Phương trình ở đây là gì? Là 20 trừ 6 chia cho y này, à, chia r này là 5,25 thì sẽ bằng y này là 1 cộng với 6 trên 9 cộng với 6 trên x. Nhưng với cái điều này chúng ta sẽ suy x bao nhiêu đó. Có x xong rồi thì tìm được mọi thứ liên quan. Bài toán rất là đơn giản thôi. Cách làm là như thế. Cái gì chưa biết thì đặt nó là x rồi ta lập ra một phương trình để giải. Thì bây giờ thầy sẽ trình bày chi tiết lời giải của bài này. Thì thứ nhất là ta có là U1 I1 R, I2 R2 thì tìm được U2. Tất cả các đoạn trên này là nháp hết nhé. Khi làm bài trắc nghiệm thì đoạn trên này chính là lời giải luôn. Và ta xong rồi tính xong rồi thì điền vào đáp số. Còn đây chúng ta trình bày chi tiết này. Ta có U2 thì bằng I2 nhân R2 thì bằng 1 nhân 6 bằng 6V. Đấy điều thứ nhất. R2 song song R3 song song R4. Song song R4. Thế suy ra được là Y3 bằng Y4 bằng Y Thì thầy viết luôn này đây. Y234 này. Bằng Y4 bằng Y3 bằng i2, i2 của chúng ta thì vậy, à, u chứ, đây phải đổi lại là u234 bằng u34 bằng u3 bằng u2 mà u2 này bằng 6, bằng 6v. Tiếp theo này, có u3 có r3, thì từ đấy suy ra này, i3 thì bằng u3 chia r3. U3 là 6 r 3 là 9 Bằng 2 phần 3 Ampere U4 là 6 Thì xưa Y4 Y4 bằng U4 Chia R4 Bằng 6 chia cho R4 là X Để nguyên này Và Y 1 I2 3 4 Thì sẽ bằng I2 cộng I3 cộng I4 Ta có Y Mạch này Bằng I1 Bằng I2 3 4 Mà I2 3 4 thì bằng I2 Cộng I3 Cộng I4 Tức là bằng I2 là 2 Cộng I3 là 2 phần 3 cộng y4 là 6 trên x. Đây có một cái y này. Tiếp theo, vì r1 nối tiếp với r234 suy ra u bằng u1 cộng với u234. Từ đấy suy ra được là u1 sẽ bằng là u trừ u234. Đấy. Bằng U này là người này cho bằng 20. U234 ta vừa tính được ở chỗ này, U234 là 6. Bằng 14 V. Rồi. R1 thì bằng 2, 5 5,25 thì từ đấy suy ra được là à uh, I1 bằng U1 chia cho R1 trình bày ra có vẻ rất là dài dòng nhưng tính toán như vừa rồi trên hình ấy thì rất là nhanh 14 chia cho 5,25 đấy thì đánh dấu là từ cái chỗ sao này và cái hai sao này thì suy ra sao và hai sao suy ra được là gì 2 cộng 2 trên x 2 trên 3 cộng 6 trên x bằng 14 chia cho 5,25. Thì từ đây chúng ta tìm x. Kết quả thì tính được x là bằng 6 ôm. Từ x bằng 6 ôm rồi thì ta tìm được các y còn lại. Cụ thể ta suy ra được là gì? Vì yêu cầu bài toán là tìm cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch mà. ta suy ra được là y 4 là bằng 6 trên x Bằng 6 trên 6 Thì bằng 1A Đây I4 là 1 I1 thì bằng I1 thì bằng chúng ta có thể tính Đây I1 đây có rồi này Không cần phải tính uh, nữa I1 đây là bằng 14 trên uh, 5,25 rồi Thì ta có giá trị I1 Nhưng mà nó tóm lại bài này Bài này người ta có thể yêu cầu tìm cường độ dòng điện cũng có thể yêu cầu tìm x và kết quả như nhau đều phải đi tìm x rồi mới tính tiếp thầy nhắc lại lần tiếp theo ở ví dụ số 3 là ta vẽ mạch điện ra điền mọi thứ liên quan mạch điện tính được u y ở đâu thì điền vào đó thì tự nhiên cái việc làm bài nó rất là đơn giản và dễ dàng tiếp theo chúng ta sang bài ví dụ số 4 bây giờ chúng ta cùng làm ví dụ số 4 là ví dụ cuối của buổi học ngày hôm nay đề bài cho các mạch điện giống bài ví dụ số 3 là gồm 4 điện trở mắc theo cái hình như bài số 3. R1 bằng 2 ôm. Thầy không biết đơn vị nhé. R2 bằng 6. R3 không có thì gọi là bằng x đi r4 là bằng 4 ôm hiệu thế giữa hai đầu mạch là 48 v cường độ dòng điện sẽ qua r3 là 1 i3 là 1 này. hiệu thế giữa hai đầu này là 48 v bài này thầy sẽ không trình bày chi tiết nhưng mà thầy chỉ mô tả trên cái sơ đồ sau đó các em sẽ tự viết ra lời giải chi tiết Ở đây người ta cho cái gì Anh Nhìn thì có vẻ cũng giống như cái bài trước Tuy nhiên nó hơi khác một tí tẹo thôi Bài trước là cho cường độ dòng điện Ở cái đoạn mạch mà có sẵn điện trở Còn bài này cho cường độ dòng điện Ở cái đoạn mạch mà điện trở cũng chưa có Đấy Thế thì như, như ý tưởng lúc đầu Thầy yêu cầu là chúng ta tìm tìm một đoạn mạch Có hai trong ba giả thiết Thầy để tìm cái giả thiết còn lại Tuy nhiên đoạn này với đoạn bài toán này thì tất cả các đoạn đều không có đủ hai giả thiết. Thì chúng ta cứ giả sử đi. Giả sử coi như R3 này là đã biết thì ta có y có R3 sẽ tìm được u. Và từ đấy chúng ta triển khai để đưa ra một phương trình. Thế cụ thể đây. À, có y3 có R3 thì tìm được u3. U3 chính là u hai đầu đoạn này. Bằng 1 nhân x thì bằng x Đấy, U này là X. Mà U này là X rồi thì tìm ngay được Y này. Y này sẽ là X chia cho 6. Tìm được Y này. Y này sẽ là X chia cho 4. Thì nhắc lại cái này nhé. Để thì chúng ta theo dõi cho nó dễ. Y3, R3 thì suy U3. U3 là U giữa hai đầu đoạn này. Thế là U3 bằng X. U3 thì bằng U2 bằng U4. Có U2 là x thì tìm được Y2 bằng x chân 6. Có U4 là x thì tìm được Y4 bằng x trên 4. Như vậy chúng ta có Y này, Y này, Y này thì tính được Y này. Y này bằng gì? Y này là bằng x chân 6 cộng với 1 cộng với x trên 4. Thì tìm được Y mạch này. Đấy. Tiếp theo này, làm giống suy luận giống như những bài trước thôi. U cả đoạn này là 48. U cả đoạn này thì bằng U đoạn này cộng U đoạn này. Hay nói khác là U đoạn này này cộng U đoạn này này thì bằng 48. Như vậy U này sẽ bằng là 48 trừ 48 là U này trừ đi U này, 48 trừ x. Đấy. Thế mà có U này là 48 chữ X Có Y, có R này là 2 Thì tìm được Y sẽ là gì 48 X chia cho 2 Đó tìm được Y này Thông qua cái giả thiết này Mặt khác Y mạch này lại là cái này rồi Thì từ đây hai cái này bằng nhau X trên 6 cộng với 1 trên X trên 4 Thì từ điều này chúng ta sẽ tìm được X bao nhiêu đó Đấy. Cách làm rất là đơn giản thôi Vẫn là triển khai theo đúng thứ tự như thế nói lại nha, ví dụ này thầy sẽ không trình bày không trình bày chi tiết, mà thầy chỉ vẽ sơ đồ này thôi, và sau này các em làm quen ấy, thì các em với bài toán mạch điện, các em chỉ vẽ sơ đồ, điền thông tin lên, rồi giải ra kết quả rồi điền đáp án là xong Thầy gợi ý lại, nói lại những điểm quan trọng này điểm quan trọng đây là có Y có R tìm U có U đoạn này thì tìm Y từng đoạn một, có Y từng đoạn một thì tìm Y mạch có U mạch có u đoạn này thì tìm được y đoạn uh, u đoạn này mà có u đoạn này có r đoạn này thì tìm được y đoạn y đoạn này y đoạn này tìm theo hai kiểu cho nó bằng nhau thì ra được phương trình. như vậy là hôm nay toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay thầy đã trình bày cho các em tóm tắt kiến thức liên quan đoạn mạch mắc nối tiếp và song song sau đó chúng ta làm 4 bài ví dụ điển hình của phần đoạn mạch nối tiếp song song ví dụ đầu tiên là ví dụ xuôi Tức là có toàn bộ điện trở, có cấu tạo của mạch, có U tìm được tương độ dòng điện. Ví dụ số 2, số 3, số 4 là các ví dụ ngược. Và mỗi ví dụ ngược thì có một ý tưởng riêng để chúng ta hình dung ra cách làm, cách triển khai bài toán. Và cuối cùng là thầy muốn các em sẽ trình bày, sẽ tư duy theo cái hướng của bài ví dụ số 4. Tức là điền tất cả thông tin lên, tính toán ra, rồi điền áp số là xong. Còn trong quá trình luyện tập thì các em vẫn phải biết chi tiết để người ta hiểu rõ ràng là với một bài lý trình bày tự luận thì trình bày như thế nào hẹn gặp lại các em vào buổi học ngày hôm sau